rồi đó hả? Hôm nay mình quay giới thiệu cho mọi người xem cảnh bé Di và Kiều nấu chè giữ nhang. Chè giữ nhang nha mọi người. Bây giờ ai giới thiệu đi, ai giới thiệu những cái nguyên liệu của mình có gì nè. Cái này, cái này là chị tử. Chị tử. Bồ mễ, táo phanh, hạt sen, tuyết yến, gì ạ, nấm tuyết, nấm tuyết, đậu phèn, táo đỏ, long nhãn, với lại bông trùng, nhựa đào, với lại là tuyết yến, cái kia là nấm á, nhựa đào, tuyết yến, đúng rồi. Rồi nguyên liệu mình có rất nhiều, quá nhiều rồi. Bắt đầu mình để nước sôi rồi, mình để gì vô trước đây? Táo đỏ nấu 15 phút. Đói bụng quá. Nó đỏ này chứ, trước 15 phút hả? 15. Này đắp không ta, là sao nhỉ? 15 phút. Để nắp không? Để nắp cho màu sôi. Tất cả nguyên liệu này được sơ chế mỗi cái ngâm 20-30 phút á. Riêng cái nhựa đào với tuyết yến này là ngâm 12 tiếng bà con. Mình nấu táo đỏ này trước 15 phút. Nãy giờ mình cũng gần được rồi ha. Mình tới giờ phải không? Sau 15 phút. Đến gì? Táo phanh. Rồi bao lâu mới để mấy thứ kia nữa? 10 phút tiếp theo, đợi 10 phút tiếp theo mà còn một đồ mình mới để những thứ còn lại. Rồi
Cái đó làm sao? Có ngâm gì không? Giờ đánh nguyên liệu tiếp tục đi. Giết heo, mũi đào, với lại tiết yến, mũi đào, tiết yến. Sen nè. Nói được phải không? Tất cả các nguyên liệu đã đưa vô nấu hết rồi nha mọi người. Bây giờ mình chờ đợi 5 phút sau. Rồi cuối cùng rồi mình cho đường vô, đường phèn vô. Đường phèn á, đường phèn rồi khuấy đều ra rồi thêm đường mình không? Thêm đường đường trắng nè. Chịu đem lên nó nấu gì đó cho mày. Ai thích ăn ngọt á thì mình thêm đường trắng mình luôn, còn người nào không thích ăn ngọt á vừa vừa thì mình tỏi cũng được, tỏi thêm. Rồi sao đợi đến 5 phút nữa là tắt bếp phải không? Phải không gì? Rồi tắt bếp rồi mình đổ cái hạt gì? Cái đó. Hạt gì hả? Bia. Rồi mình để nguội, tắt bếp rồi để nguội rồi mình để vô ngăn mát hả? Múc ra để nguội để vô ngăn mát. Hello mọi người, thì sau khi mà đổ mấy cái thức kia vào đợi 5 phút á, bây giờ mình sẽ tắt bếp. Sau đó đổ cái hạt chia vào cuối cùng. Khuấy đều. Xong một nồi chè dễ nhiên. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết cái video ngày hôm nay và hẹn gặp lại mọi người ở cái video khác.
và đừng quên like, share và subscribe cho kênh Nơi Mình Yêu Thương nhé. Và bây giờ thì bye bye.